Chào anh em nha, bữa giờ thì giới thiệu cho anh em nhiều cái mặt hàng giá hợp lý, rẻ, phải chăng như những anh em chúng ta có nhu cầu chúng ta dọn xe mà ở mức độ trung bình ha. Hôm nay thì giới thiệu cho anh em cái bộ lốc này ở cái mức độ đẹp. Đây dính dính gì nữa. Đó, thì bộ lốc này. Đây, bộ ba lốc rất là đẹp này. Đó. Thì vâng, cái xe này mà còn đang để trong góc, mình chưa có định rã nha anh em. Tại vì bữa giờ có nhiều khách tới lấy quá chứ chưa có định rã nó. Thì cái bộ lốc này rất là đẹp này. Những anh em nào mà lấy liên hệ với Đạt này. Đó, nhìn rất là VIP luôn anh em. Cái này anh em gắn cho xe cực kỳ đẹp nha. Bộ này thì đầu lòng ET, đó, TH chứ, TH luôn. Nắp số bắp số 8. Đó. Thì giá thì rát nha anh em, giá rất là căng. Còn bộ lốc này thì nó lại đẹp. Thì nói chung là cái xe này đời 99 anh em, full chờ 1 nhưng mà đời 99 nha, rất là hiếm. Như anh em nào lấy thì liên hệ với Đạt bộ lốc này nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái này thì nó không có rẻ cho nên là mình cũng không báo giá để cho anh em, những anh em mà thấy được ưng thì liên hệ với Đạt nha. Đây cụ đề full chờ 1 này. Mới keng luôn. Đó, đẹp lắm nha. Thì cái xe này trong nay mai rã luôn nha anh em. Để cho anh em chờ đợi nữa. Đây là cái má đùm của nó nè. Đó, giữ không? Xe này còn rất là đẹp luôn. Thì anh em nào mà mua thì liên hệ với Đạt nha. Cái dây ga này kia của nó còn zin hết. Đây này, cái bát này nó còn 7 màu này nè. Đó. Bát này còn 7 màu xanh chằn luôn này. Rồi, anh em nào mua liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 nha anh em. Này thì đầu lòng TH chưa bung. Đó. Này mới mở cái nắp cánh bướm nó trên cam cò phía bên thôi, chứ còn chưa có mở đầu ra. Thì cái lốc này chủ yếu quay cái lốc này cho anh em này. Đó, những anh em nào chúng ta thích thì chúng ta liên hệ nha. Đây còn cái cần đạp này thì cần đạp thắng này thì nó phủ cái lớp chống trơn lên trên đó nên là mới gỡ ra nó còn gai còn nhiều lắm nè anh em thấy không? Nó còn nguyên luôn nè, còn bóng nè. Thì mai đã cái xe này, những anh em nào thích đặt hàng cái gì liên hệ với Đạt nha. Bát lòng của nó nè anh em. Bát lòng của nó này. Ghê không? Xe 99 này nó dữ lắm nha anh em. Đúng cái đời 99 á, đừng anh em đừng nghĩ là nó cũ mà nó xấu nha. Không có đâu, cái xe đời 99 thì rất là đẹp. Cái đồ gì của nó cũng chất lượng hết á nên là nó bền lắm, nó bền hơn so với những cái đời cao luôn anh em. Anh em nào mua liên hệ với Đạt, số điện thoại 0915 434 973 nha anh em nha. Bộ lốc rất là đẹp đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.